Triệu Lê Dĩnh, Phùng Thiệu Phong tan vì ba nguyên nhân chính, netizen đều gật gù đồng tình. Cách đây ít ngày, Triệu Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động. Cặp đôi Minh La Trụy cho biết họ chia tay trong hòa bình với lý do gần ít xa nhiều khiến tình cảm nhạt nhòa, tương lai vẫn sẽ làm bạn bè, cùng thực hiện trách nhiệm cùng nhau nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, netizen xứ Trung đều cho rằng đây không phải là nguyên nhân chính khiến Triệu Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay. Mới đây, Trai Khuya Khuya cũng đưa ra ba lý do được cho là đã khiến cặp đôi nổi tiếng này quyết định đường ai nấy đi. Tính cách khác biệt. Sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong tham gia một show truyền hình và tiết lộ rằng trong gia đình, Triệu Lê Dĩnh là người quản lý. Ngay cả việc trang trí cho ngôi nhà của họ như thế nào cũng là do Triệu Lê Dĩnh quyết định và Phùng Thiệu Phong chỉ nghe và làm theo. Thậm chí, khi được hỏi về nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt sẽ làm gì nếu như ông xã bị người ngoài hành tinh bắt đi, thật không ngờ là Phùng Thiệu Phong lại trả lời, cô ấy sẽ không quan tâm đâu. Triệu Lê Dĩnh vốn xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo khó, cô bước chân vào showbiz và không có nhan sắc ấn tượng hay người nâng đỡ. Điều này đã tạo nên một Triệu Lê Dĩnh mạnh mẽ và độc lập. 3 năm qua, cô đã gắn liền với hình ảnh nữ cường, không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào, ngay cả khi đó là chồng cô. Còn Phùng Thiệu Phong thì khác, anh là người khá nhạy cảm và luôn không có cảm giác an toàn, đến mức tài tử cung Tỏa Tâm Ngọc còn từng hỏi Triệu Lê Dĩnh vì yêu nên kết hôn hay vì muốn kết hôn nên mới kết hôn. Triệu Lê Dĩnh mạnh mẽ và dứt khoát, Phùng Thiệu Phong lại có phần khá yếu đuối và anh luôn chần chừ mỗi khi phải quyết định chuyện gì đó. Lúc quay phim cảm thấy khó chịu và khi về nhà thì Phùng Thiệu Phong đã khóc, Triệu Lê Dĩnh là người đã giúp chồng giải tỏa mọi chuyện. Phùng Thiệu Phong thường xuyên vướng scandal tình ái. So với sự nghiệp thì đời tư của Phùng Thiệu Phong lại được chú ý hơn cả. Ngoài ba người đẹp được Phùng Thiệu Phong xác nhận là Triệu Lê Dĩnh, Nghê Ni và Lâm Doãn ra thì anh còn vướng tin đồn với rất nhiều sao nữ như Dương Mịch, Tống Thiến, Quách Bích Đinh. Có thể thấy sau khi chia tay người yêu không được bao lâu thì công chúng đã thấy nam diễn viên sinh năm 1978 sánh vai bên tình mới. Nam tài tử quá đào hoa là một trong những lý do khiến nhiều người phản đối việc Triệu Lê Dĩnh kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Trong khi Triệu Lê Dĩnh rất kính tiếng thì tin đồn xung quanh Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ dừng lại, ngay cả khi anh cố gắng xây dựng hình ảnh một người chồng tốt. Nhưng đây chỉ là những gì thể hiện ra bề ngoài, cuộc hôn nhân thật sự không thể duy trì được bằng lời nói mà phải thông qua hành động và mối quan hệ thực tế của họ trong cuộc sống. Khoảng cách sự nghiệp ngày càng lớn, hai người gần ít xa nhiều. Dù gần như biến mất khoảng một năm để dành thời gian dưỡng thai và sinh con sau đó, nhưng mức độ nổi tiếng của Triệu Lê Dĩnh lại không hề giảm sút. Sau khi trở lại showbiz, cô tích cực xuất hiện trong nhiều dự án phim, show truyền hình và các hoạt động thời trang, độ hot của người đẹp 34 tuổi này cũng ngày càng lên cao. Nhưng Phùng Thiệu Phong thì ngược lại, khi cơ hội lộ diện trước công chúng quá ít, các tác phẩm phim cũng không có nhiều. Thay vào đó, Phùng Thiệu Phong xuất hiện trong một số chương trình truyền hình và dành nhiều thời gian thay Triệu Lê Dĩnh chăm sóc cho con trai. Triệu Lê Dĩnh có tham vọng đối với sự nghiệp, nhưng Phùng Thiệu Phong lại không quá coi trọng những điều này. Khoảng cách sự nghiệp giữa họ ngày càng lớn, đương nhiên là hai người sẽ thường xuyên phải đối diện với những vấn đề, mỗi người một nơi. Thời điểm mặn nồng nhất, thời điểm thích hợp nhất để khiến tình cảm thêm bền vững, thì cặp vợ chồng đã bỏ qua nên không có gì lạ khi họ dễ dàng ly hôn đến như vậy.